第312天 Ngày 312 Hãy nghe và nhắc lại cách nói Được, hai vị cô nương đợi chút nhé Đây là một cách nói rất thường dùng trong tiếng Trung 好的,两位姑娘稍等哦 好 的 两 位 姑 娘 稍 等 哦 好的,两位姑娘稍等哦 好的,两位姑娘稍等哦 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mới lái được chí đá xào sâu sử. Vất vả. Xin khủ. Đầu tiên liên hệ ngay. Sầu xiên mà sẵn liên xỉ. Số lượng. Số lượng. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. Đoán gì tiểu ấn cần khó khăn. Mặc lên chẳng may không vừa người thì làm thế nào? Chuan sang vạn y bù hờ sân dẫm bản. Độ dài rất hợp với em. Tráng tủ hấn sử hứa nỉ. Chỉ ít cần 190.000 Việt Nam đồng. Chỉ sáo yào 19.000 Việt Nam tuần. Buồn cười quá. Hào hào xào. Đi trả tiền. Chỉ phủ chén. Hai bạn. Nǐ men liǎ. Nǐ men liǎng ge. Tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Làm người khác rất dễ chịu. Ràng rén hẳn su phủ. Xiên thịt dê nướng. Khảo yáng râu chuẩn. Ở đây ăn hay là gói lại? Zài zhè lǐ chī hán shì dǎo bāo? Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chī.